Chào tất cả mọi người nha. Đánh con lô viễn vlog. Đây là mình đã làm được bán chim cho mọi người. Đây là con chim xích rình. Đồ đồ anh em. Ờ đồ đồ anh em. Đây là chim xích rình. Đây đây. Chim xích rình nha mọi người. Đúng rồi mọi người. Kem bao nhiêu tháng sáng cái gì giờ tối rồi thì sao mày? Được. Nên 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 đâu thôi em ngồi. Cà thôn cà thôn cà thôn. Hử? Dương mà chèo. Chỉ là ít lên phim mà nó phim vào luôn. Đổ nó phim vào. Tớ tao. Đó quậy vô. Dương quậy mày. Thì trộn lên. Chèo này đổ. Tin này. Rất thơm ngon mọi người. Bắt đầu mình chiên lên đó cho nó giòn rồi mình sẽ bỏ chuẩn bị vô theo nha mọi người. Nó dạy chuyện ăn. Chán mấy nghe. Thôi người nói heo nghe. Nói heo nghe. Chú mà nói heo tao chơi 10 ngàn cũng mày luôn á. Thôi, giờ bắt đầu là lấy vàng ở đen rồi mọi người. Đi thua rồi luôn, xa hả? Chú nó sợ nó. Đúng rồi. Giờ mấy ngày nào qua lên nốt mấy ngày nào. Mấy mày ấy. Mấy mày. Nhà nhà mấy mày, mấy mày. Siêu quậy. Trong ban game siêu quậy đang chèo chim, những con chim siêu quậy phá phách. Những chim này chim phá lúa nha mọi người. Chim cho. Còn đây là mi nha mọi người. Mi chút là mình bỏ vô là coi như là chim ram mi. To nữa nè. Thành đó chút bọn mình sẽ bỏ siêu nha. Chưa. Bắt đầu giờ mình sẽ bó tối vô cho mọi người. Đây mình sẽ bó tối nè. Chùa thơm. Bắt đầu giờ mình đã bó xé ớt mình giả nãy nha mọi người. Làm miếng nữa ơi. Xé ớt của hành. Nước chi, ai cào cho xé rồi bó đấy. Chục. Đổ luôn, chút là mì đổ luôn. Chút là coi mì chấm múc luôn. Nó dịch đậu quá đi vô. Thôi. Hai muốn một đêm nha mọi người. Vô. Về bạn phim mới nha mọi người. Phim mới. Lồng đó, đó chim vô mọi người nha mọi người. Chó nghe. Đó. Mà ăn chứ bạn mày chó dài chó. Hè lửa bắt đầu nó cháy. Cháy đó này. Giờ ăn đó giờ tao bụng mày. Hả? Đâu có giảm mà nghe đúng chú mà phải.